Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với Bình Dương Land Review. Ngày hôm nay rất vui được quay trở về với khu công nghiệp V3, đặc biệt đó chính là nhà máy Lego để cập nhật theo yêu cầu một số khách hàng về cái tiến độ hạ tầng của tuyến đường DT746B từ khu vực Tân Lập, Tân Thành về với trung tâm của Hội Nghĩa, kinh tế để kết nối vùng, phát triển khu công nghiệp V3 này nó ra sao. Đặc biệt đó chính là cái tiến độ chỉ có vài tháng thôi, xem cái tốc độ xây dựng của khu vực Lego này nó như thế nào, cập nhật cho anh chị để anh chị đưa ra những cái quyết định, đưa cho anh chị những lời khuyên, tránh những rủi ro khi anh chị đầu tư bất động sản vào trong đây. Đặc biệt là lựa chọn sản phẩm nào nó phù hợp, đầu tư ngắn hạn, dài hạn, đưa cho anh chị những lời khuyên. Thì rất là vui được cung cấp cho anh chị những thông tin này. Trước khi đi vào chi tiết của video thì anh chị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng việc ấn like, chia sẻ video cũng như là bấm đăng ký kênh để chúng tôi có nhiều động lực. Đặc biệt là anh chị sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất cứ những thông tin bất động sản mới cũng như là những thông tin mới nhất về bất động sản tại khu vực Bình Dương. Để sau khi chúng ta hiểu nhiều, xem nhiều, chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm rồi, chúng ta sẽ biết định hình những cái sản phẩm để đưa ra cái chiến lược đầu tư nó phù hợp cũng như là mang nhiều lợi nhuận cho anh chị nhé. Và đi vào chi tiết của ngày hôm nay thì anh chị cũng biết rồi, tập đoàn Lego đây chính là nhà máy thứ 6 của tập đoàn phát triển về đồ chơi trẻ em của Đan Mạch với tuổi đời khoảng hơn 90 năm rồi anh chị ha, rất là lâu đời. Và đây là tập đoàn mang tầm cỡ thế giới rồi, cho nên và cái nguồn lực tài chính cũng như là cái danh tiếng đã có rồi á, thì chúng ta sẽ biết rằng cái tốc độ xây dựng của họ cực kỳ nhanh, cũng như là yêu cầu ở những quốc gia phải đạt được những cái yêu cầu để họ đầu tư cái vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào đó. Thì Việt Nam bây giờ đang là một trong những cái quốc gia thu hút rất là nhiều vốn đầu tư FDI, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào. Thì với cái vốn này thì hiện tại bây giờ Việt Nam mình cũng mang rất nhiều những cơ hội cũng thách thức. Thách thức ở trong đây đó chính là cái nguồn nhân lực của Việt Nam mình thì chưa đạt được, tay nghề chưa cao. Đó chính là cái điều mà giáo dục nó rất quan trọng cho một quốc gia. Nếu chúng ta có một cái nền giáo dục thật tốt về lao động tay nghề, nâng cao tay nghề, vừa biết ứng dụng công nghệ, ngay cả bản thân lao động của Việt Nam mình sử dụng cái máy tính cũng rất là ít người đạt được cái tỷ lệ cao. Cho nên hiện tại bây giờ Việt Nam phải làm những thêm những cái ngôi trường phát triển cái tay nghề cho họ để đáp ứng cái nguồn lao động nhân lực cao khi mà cái làn sóng đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào những khu vực lân cận như đặc biệt là khu vực Đông Nam Á này thì Việt Nam mình sẽ đáp ứng được. Hy vọng là trong tương lai Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng hơn nữa anh chị ha, để kinh tế Việt Nam mình sẽ ngày càng phát triển để người dân đỡ khổ hơn. Thì với cái vị trí này đó chính là mặt tiền DT746B thì anh chị nhìn ở phía tuyến đường phía trước cũng như là trên cao, mới có mấy tháng động thổ cũng như là đi vào xây dựng thôi mà những cái tuyến đường chính thì đã được trải nhựa hết rồi anh chị ha, đã được trải nhựa để đi đỡ bụi rồi. Chỉ có những cái tuyến đường nội bộ bên trong thì họ trải đá mi, họ làm để đỡ bụi hơn. Còn ở bên trong thì anh chị cũng quan sát thấy là đã xây dựng rất là nhiều những cái khu vực như là office, khu vực điều hành là cơ bản là đã hình thành một cái bộ khung rồi anh chị ha. Đây là cái tuyến đường mặt trước của khu công nghiệp VC3 cổng trước cũng như là mặt trước của Lego luôn. Thì với cái tuyến đường DT746B này kết nối thẳng đi hướng này là anh chị về với trung tâm của Hội Nghĩa đó anh chị. Kinh tế và anh chị đi thẳng luôn là tuyến đại lộ, thông qua tuyến đại lộ của Nam Tôn Uyên. Thì với Uyên Hưng như thế này, khu vực này thì cái tuyến đại lộ này đi thẳng về khu vực Tân Hiệp cũng như là anh chị di chuyển về khu vực thành phố mới của Bình Dương rất là gần, cách khoảng có mười mấy cây số thôi, đi rất là nhanh anh chị nha. Khoảng 20 phút thôi là anh chị về với trung tâm hành chính của thành phố mới luôn. Thì với cái tốc độ hiện tại bây giờ đã, tôi thấy là ở phía ngoài là đã lắp thêm cống này cũng như là giải quyết cái mặt bằng phía trước. Và với cái mặt tiền DT này hiện tại bây giờ là có mấy tháng thôi mà mọc lên rất nhiều những quán cơm này, nhà hàng, cà phê, massage, xông hơi, khách sạn rồi. Cho nên là anh chị phải hiểu là khi mà đi vào hoạt động 2024 của cái logo này là khu vực này sẽ trở thành một cái tuyến đường trung tâm. Đó. Thì nếu anh chị nào đã mua đầu tư trong đây thì hãy để lâu dài một chút xíu ha. Trong giai đoạn này thì trừ khi anh chị kẹt tiền lắm thì bán ra. Giai đoạn này anh chị bán ra vẫn có người mua nhưng mà nó sẽ bị ép giá anh chị. Cho nên rằng chúng ta khi mà đã quan trọng nó phù hợp với anh chị cái đoạn giai đoạn nào thôi. Chứ như cần thiết bán thì vẫn phải bán thôi. Còn nếu không cần thiết thì chúng ta có thể giữ qua cái giai đoạn này để cái giá nó được lên một mức giá tốt hơn anh chị nhé. Còn hiện tại với cái Lego này thì sẽ phát triển trên quy mô là khoảng 44 hecta. Đó, rất là rộng anh chị ha. Và với cái tập đoàn này sẽ cung cấp ra nguồn lao động khoảng trên 4.000 cái lao động ở tại khu vực này. Và kết nối, còn ngoài cái tuyến đường này sẽ kết nối về tuyến đường vành đai 4 cũng như là đi thẳng về khu vực khu công nghiệp của Nam Tôn Uyên mở rộng, đi về với khu vực Uyên Hưng rất là gần luôn, rất là nhanh.
ở trên phía cao này anh chị quan sát tới tổng thể phía này, thì đây là một trong nhà máy thứ 6 thì được áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để đóng gói cũng như là sản xuất ra những mặt hàng nhựa đồ chơi cho trẻ em, và sử dụng nguồn năng lượng sạch, nguồn năng lượng mặt trời. Cho nên rằng đây là tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào khu vực của V-Ship 3. Đặc biệt đây là chính là một nửa của khu vực Tân Lập và khu vực của Hội Nghĩa nữa. Đây là một cái tiềm năng phát triển của tỉnh, không chỉ riêng khu vực của thành phố Tân Uyên, Bắc Tân Uyên hoặc là nói chung của Bình Dương, mà nó còn là một cái điểm nhấn thúc đẩy phát triển nhiều hơn ở tại những khu vực tỉnh thành khác để thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Và Bình Dương luôn luôn từ khoảng hơn 10 năm nay đều là đứng top trong những cái tỉnh thành của cả nước đầu tư thu hút vốn đầu tư FDI, đứng thứ 3 cả nước, luôn luôn đứng thứ 2, có lúc thì thứ 3 đấy. Cho nên rằng cái tiềm năng phát triển của Bình Dương rất là lớn với cái cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ cũng như là chính sách mở, đặc biệt là vị trí địa lý cũng rất là giáp ranh với khu vực của Sài Gòn, Đồng Nai nữa, cầu cảng cũng di chuyển rất gần, đặc biệt là cái vị địa thế của đất là bằng phẳng và đất cứng, đất cát. Việt Nam, ở khu vực Việt Nam thì cái Bình Dương là cái nơi mà có cái địa thế, vị trí cũng như là cái chất đất nó cứng cáp, dễ làm phát triển khu công nghiệp. Cho nên rằng Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam Singapore, đó chính là V-Ship, thì đã phát triển đề án, đây là thứ 3 động thổ công nghiệp V-Ship 3, và có cả đề án khu công nghiệp V-Ship 4 tại khu vực Bình Dương. Đây là V-Ship là một trong những cái tập đoàn phát triển gần như là lớn nhất của tại Bình Dương về khu công nghiệp rồi. Đó chính là những cái điểm nổi trội. Thì phía xa xa anh chị quan sát thấy đó chính là khu công nghiệp của Nam Tony mở rộng rồi. Nó đã kết nối gần như là sát bên với V-Ship 1.000 hectare này, V-Ship 3 này. Cho nên rằng những anh chị nào đã mua hoặc là có ít tiền, chúng ta có thể lựa chọn. Thì ở vị trí này có một cái khu đô thị, đó chính là khu nhựa Tân Lập. Tôi đã từng giới thiệu cho anh chị trước rồi. Thì anh chị khi mà anh chị mua ở trong này, bữa tôi cũng đã cảnh báo rồi, là anh chị mua phải giá thực, phải biết định giá, chứ đừng để bị mua, bị kê giá bởi các công ty thổi giá vậy nha. Cho nên chúng ta cần đầu tư một cái gì đó thì cần một đơn vị hoặc là một anh chị nào đó có kinh nghiệm về định giá, cũng như là tránh những rủi ro pháp lý cho mình, để không phải gặp những rủi ro, để mai mốt mình sửa rất là cực. Thà lúc đầu mình làm kỹ lưỡng đi, rồi chúng ta sẽ được cái những cái giá trị sau, đỡ mất thời gian nhiều hơn. Đó chính là cái lời khuyên cho anh chị khi anh chị mua bán và đầu tư trong đây. Thì với cái khu vực khu nhỏ kế bên á, nếu mà tầm khoảng 70-80 mét vuông thì giá nó dao động khoảng 1.2-1.3 tỷ. Nếu như anh chị bây giờ đang muốn bán sản phẩm ở trong khu đó thì có thể liên hệ trực tiếp qua Bình Dương Land Review anh chị ha, để chúng tôi có thể kết nối cho anh chị. Tôi cũng có đang có sẵn những khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm ở khu vực này. Nếu anh chị cần thiết bán ra thì cần tiền trong giai đoạn này có thể bán. Còn nếu như anh chị nào cầm cự được trong thời gian này thì hãy vượt qua nó, qua 2024 chúng ta sẽ có cái mức giá nó tốt hơn thì chúng ta sẽ bán anh chị ha. Còn hiện tại bây giờ đây là cái tuyến đường DT76 đi về với trung tâm Hội Nghĩa. Kinh doanh chợ cách của khu công nghiệp rất là gần, rơi tầm khoảng 2-3 cây số thôi là kinh doanh thoải mái rồi. Sát bên cũng đã kinh doanh, nhưng mà để khu vực chợ trung tâm như thế này thì nó cách khoảng 4 cây số là anh chị đi về trung tâm của ngã tư khu vực Hội Nghĩa này. Và với cái mật độ càng ngày càng tăng lên bởi các doanh nghiệp, các cửa hàng thuê đất và họ kinh doanh trên mặt tiền này, thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái trục đường huyết mạch kinh tế kết nối về Hội Nghĩa nữa. Đây là cái điểm lợi khi anh chị mua cái mặt tiền này, nếu có tiền nhiều chúng ta mua. Còn để sau này thì chắc chắn giá nó sẽ lên cao nữa anh chị ha, không có tiền để mà chúng ta mua được cục bộ đâu. Cho nên rằng anh chị nào đang trong cái giai đoạn này thì nên đi mua trước. Trong giai đoạn này tháng 7, tháng đầu thì nên đi mua, em khuyên anh chị luôn. Tại vì cái giá bây giờ anh chị cần đạp giá được và mua được, chứ đừng có ngại là tháng 7 hoặc là cái thấp điểm đã tất đáy rồi chúng ta nên mua trước để đó. Chứ còn mà để nó lên thị trường trở lại chúng ta mua bị lệch ngay, để chúng ta khoản lợi nhuận chúng ta sẽ bị rút xuống. Đấy. Thì với tổng thể hiện tại bây giờ anh chị quan sát thấy ở phía dưới như thế nào, và những cái lời khuyên, những lời phân tích của Bình Dương Land ra sao, có hiệu quả và có đóng góp cho anh chị nhiều không? Còn những anh chị nào đã mua cần ký gửi hoặc là tìm kiếm sản phẩm ở khu vực này, có thể liên hệ với Bình Dương Land Review, em sẽ cung cấp cho anh chị chính xác. Nhưng mà cũng mong có cái cơ duyên hợp tác chặt chẽ với anh chị để anh chị giao quyền cho Bình Dương Land Review có thể tìm kiếm anh chị những sản phẩm tốt nhất đóng góp cho anh chị, cũng như là chúng ta cộng hưởng với nhau cùng phát triển. Tại vì chúng ta đây là một cái cơ hội hợp tác, nhưng mà ít nhất tôi sẽ định giá nó tốt nhất cho anh chị và đưa cái sản phẩm nó an toàn nhất để chúng ta mua đầu tư, tránh những gặp rủi ro nhất. Hy vọng có cơ hội được gặp và làm việc với anh chị, cùng nhau trao đổi về cái tư duy đầu tư.
và không phải chúng ta dụ và lù gà như thế nào, mà đây là tôi chia sẻ những câu chuyện thật và chính xác nhất để cho anh chị. Còn những anh chị nào đã từng làm việc, bữa trước giờ tôi cũng làm việc với rất nhiều anh chị trên kênh YouTube, và những anh chị, có những anh chị tin tưởng hoàn toàn, có những anh chị thì nghi ngờ, sợ tôi là dụ anh chị mua trong khu vực này. Nhưng mà thực tế anh chị quan sát thấy đi, nó là một cái tiềm năng mới, và đầu tư vào những khu vực mới thì nó có những cái điểm kích cầu và thanh khoản nó tốt hơn, bởi vì đang còn thu hút những đầu tư thì chỗ đó nó đang còn sôi nổi, đang còn nóng bỏng. Còn những cái chỗ mà nó đã đi vào cái chu trình, đi vào cái bán lúc đầu rồi thì cái giai đoạn đó nó lại giai đoạn trầm của cái thị trường bất động sản tại vị trí đó. Thường thường trong giai đoạn thì nó sẽ có những vị trí rất là cục bộ, đặc biệt là những khu vực đang được đầu tư như thế này thì nguồn vốn nó sẽ được đổ vào nhiều, thì chắc chắn thanh khoản nó sẽ tốt và giá nó sẽ được tăng lên liên tục. Đó, cho nên là chúng ta canh cái điểm sóc để chúng ta đầu tư là cách hiệu quả nhất khi anh chị đầu tư bất động sản tại khu vực Bình Dương anh chị ha. Giữ lâu cũng không tốt đâu anh chị, cái để ý đi ha. Chúc anh chị có một cái cơ hội đầu tư thật là tốt, và xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau, và hy vọng anh chị sẽ luôn ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.